Dĩ, em hãy cho cô biết tại sao tôm lại có phân trên đầu. Tại con tôm đi ăn review món nào cũng dở. Dĩ, em hãy đọc cho cô các thứ trong tuần bằng tiếng Anh. Sunday, Monday, Tuesday, what the f***, Saturday. Dĩ, tại sao em nhất định phải trả treo cô mới được vậy hả? Cô không nói nữa, lấy gì em trả treo. Dĩ, tại sao nhiều lúc em ngủ hoài vậy? Tại cô dày chán. Mà tụi tao không thấy mày hả? Dĩ, tại sao cái bài này dễ vậy mà em không làm? Em không làm những chuyện dễ. Mà còn bài này thì sao? Nó khó vậy sao không làm? Vượt ngoài tầm kiểm soát của em. Mệt chưa? Chưa mệt. Mà còn bài này thì sao? Tại sao cô dễ rồi mà em không biết làm? Tại em làm rồi mà cô bắt em làm lại. Dĩ, tại sao cô cho em băng mẫu về nhà làm rồi mà vô thi em vẫn để giấy trắng? Em không thích ăn cắp chất xám của người khác. Sao không làm bài đi? Cô kêu lên bảng cơ mà. Cô kêu lên bảng chứ kêu làm bài đâu. Ê, sao em cứ hát trong giờ học vậy? Sao cô cứ hát trong giờ học vậy? Dĩ, tại sao em ghi lại hả? Quân địch đánh không bị thương là vì tường gió. Là gì? Tại cô không biết Yasuo. Dĩ, tại sao cô kêu em về nhà chép phạt bài văn 5 lần mà em không chép? Em để giấy trắng mà em có làm đâu chép. Thẩm trưởng. Tại sao hai em đi học mang cái điện thoại? Tại sao người đi học là em mà cô cứ đòi liên hệ phụ huynh em? Mệt chưa? Chưa mệt. Tại sao làm một trường lớp học? Cô nhắc lại, đây là cái trường học, không phải cái nhà hàng. Tại sao đây là cái trường học mà còn mở canteen? Tại sao đi học lại ánh son? Đến đây đi học hay đi bán hoa? Cô muốn nhìn thấy một học sinh tràn đầy sức sống hay là một xác sống chết trôi? Một ngày không lướt TikTok em chết à? Cô bớt nhảy theo trang này đú à? Diễn, em hãy đếm cho cô từ 1 tới 3 bằng tiếng Anh. 1, 2, 3, let's go! Em học hành đàng hoàng để diễn. Em cho cô biết cảm ơn tiếng Anh là gì. Sorry dần. Cô cho em cơ hội lần cuối. Cô không đánh em nữa. Cô đuổi luôn hả không? Trùng giờ. Cảm ơn trong tiếng Nhật là gì? Diễn, em cho cô biết các bạn nữ thích ăn cái gì? Tiramisu chắc không mập bằng hamburger. Em mua cho cô kem bơ. Cô có thích không? Ồ baby girl.